thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Nam Thái Hồ xuất hiện rất nhiều cá khổng lồ không biết tên. Những người có kinh nghiệm đánh bắt cá, nhanh chóng đến hỗ trợ, nhanh chóng đến hỗ trợ. Azo, hình như có một con cá rất mạnh. Tôi vừa là ngư dân, một nửa có thể coi là chuyên gia câu cá. Tôi có nên đi xem không? Ha ha, từ lúc con người thải nước thải hạt nhân ra đại dương, các người nên nghĩ đến kết cục hôm nay. Thời đại của các người nên kết thúc từ lâu rồi. Trạm hai con mèo đưa tin cho bạn trong thời gian. Hiện trường đã tìm thấy một con cá rắn khổng lồ nặng khoảng 500 cân. Ba bậc thầy câu cá đã dây dưa với hắn hơn một giờ, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào có thể bắt được hắn. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cố gắng thêm chút nữa, sẽ có người đến giúp chúng ta. Ngoại trừ ba người chúng ta đầu óc không tốt, còn ai dám câu loại cá này nữa? Qua nghiên cứu của các chuyên gia phát hiện, những con cá khổng lồ này có sức hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái của toàn bộ đại dương và chuỗi sinh học, gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Tôi cũng chỉ là một tay câu cá mới, nhưng vì đã chọn con đường của người câu cá, bất chấp mọi khó khăn, chinh phục từng vùng nước là mục tiêu cả đời của tôi. Và vùng biển này tuyệt đối không cho phép các người tùy ý phá hư như vậy. Ở đâu có khó khăn, ở đó có người câu cá. Ba người câu cá chỉ có thế thôi sao? Không có ý gì đâu, ta không muốn chơi nữa. Hãy xuống đây làm bữa tối cho ta. Xong rồi, cả ba người thợ câu cá đều không bắt được con cá đó. Chẳng lẽ đất nước rộng lớn chúng ta không có người có thể đánh bại con cá khổng lồ này sao? Nhìn kìa, lại có người câu cá nữa. Không ngờ, lại còn có người câu cá dám tới câu loại cá khổng lồ này. Cái gì? Anh ta đến đây một mình. Ba bậc thầy câu cá kia còn chưa chắc đã câu được nó. Nam Thái Hồ hình như chính là nơi này. Nhìn gió em sóng lặng, không có gì đặc biệt cả. Bất cứ nơi nào có nước, nơi đó có cá. Ném gậy đầu tiên tràn đầy tự tin. Một người thôi ư? Còn lâu mới câu được cá khổng lồ. Còn dám đến vùng biển này khiêu khích ta. Ta không biết nên khen người dũng cảm hay trách người mạng ngắn. Đã đến rồi, vậy thì ở lại đây đi. Tiểu tử, lại dám tới khiêu chiến quyền uy của Lan Lăng Vương ta. Đúng là không coi ta ra gì. Nếu ngươi đến để nộp mạng, vậy hãy ở lại đây mãi mãi, tiểu tử câu cá. Cái quái gì thế? Không phải nói có cá khổng lồ sao? Câu thế nào cũng không ăn vậy. Ồ, đến rồi. Ồ. Hừ. Không biết lượng sức, chỉ có chút sức mạnh này mà còn muốn câu ta lên. Quên chuyện đó đi, trước tiên ta sẽ đánh vào tâm lý. Tình hình thế nào nhỉ? Thoát khỏi móc câu rồi sao? Sao đột nhiên không còn sức? Con cá này dám nhảy trước mặt ta như vậy. Đây không phải là tuyên chiến với ta sao? Hôm nay ngươi may mắn đấy, làm gãy cần của ta rồi. Nếu không ta sẽ câu lên đấy. Không ổn rồi, mau lên. Có người bị cá kéo xuống nước, cứu với. Hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi may mắn đấy, người câu cá. Ta tha không kéo ngươi xuống. Tới thung lũng lớn xem hắn ta thế nào. Cứu với, cứu với. Có người rơi xuống nước, có ai không? Anh là hết gì ở đây? Có công phu mà sao không cứu người? Ông già, bắt lấy cần câu của tôi. Tôi sẽ kéo anh lên. Anh họ, cần câu của anh hơi ngắn phải không? Còn nữa, có phải tôi không muốn cứu đâu? Anh không thấy con cá đó kéo ông ấy xuống sao? Không thể nào, nhất định là tôi nhìn lầm. Trên thế giới này làm sao có thể tồn tại loại cá này? Ôi, cá gì vậy? Làm các người sợ đến mức không ai dám cứu. Tôi cũng không biết đó là loại cá gì. Tôi chưa từng thấy con cá nào đáng sợ như vậy. Các chàng trai, xem nào. Có thể cứu tôi trước rồi hãng nói về con cá này không? Bảo Thanh Hà lão nhân ra, nói đến cá thì quên mất. Tôi sẽ cứu ông ngay bây giờ. Có cá. Ôi mẹ ơi, cái quái gì thế này? Quái vật hồ ghi nhi ư? Là nó, chính là nó. Đó là thứ chúng ta vừa thấy. Thật kinh khủng. Tôi về nhà đây, tôi muốn tìm mẹ tôi. Tôi đột nhiên đau bụng quá, tôi phải đi gặp anh họ. Ông già cứ yên tâm. Khi con cá bơi xa, tôi sẽ cứu ông. Cố lên nào. Chàng trai hãy kéo tôi bằng cần câu của tôi. Ngay cạnh cái cây đó. Ôi, ông già không nói sớm. Đây là... cảm giác này. Có cần câu này sao lại không có cá chứ? Ông già, ông bắt lấy này. Được rồi, chàng trai. Ông không sao chứ, ông già? Tôi không sao. Anh bạn, cảm ơn anh rất nhiều.
Tôi có thể xem cánh tay của anh không? Ông tự xem đi, tôi bị gãy cần câu rồi, bây giờ không còn hứng thú câu cá nữa. Hay cho một đôi kỳ lân tí, sinh ra để câu cá khổng lồ. Tiểu tử có thích câu cá không? Còn phải nói, mục tiêu của tôi là chinh phục mọi vùng biển trên thế giới. Được rồi, được rồi, được rồi, rất tốt. Lại là tên khốn kiếp này. Sao người dám cứu người trong vùng biển của ta? Người câu cá, ta nhớ mặt ngươi rồi. Này, chào anh. Anh họ, em không đổi tên. Người không đổi tên, anh họ Quảng Tây của anh cũng vậy. Thú vị, thú vị, ta chờ ngươi. Này ông già, đây là loại cá gì vậy? Lớn như vậy. Nó được gọi là long đầu lạp phi. Đó là hình dạng sau khi cá rô phi đột biến. Nhưng bình thường nó không thể lớn như vậy. Tôi nghĩ cái này có lẽ là biến thể của cá rô phi. Cảm giác hắn ta hơi quái dị. Ha ha ha, đúng là hắn có quái dị một chút. Tôi già rồi, không có cơ hội nào để bắt được hắn. Nhưng nếu là anh thì chắc chắn là được. Tôi à, tôi chỉ là lính mới thôi ông già. Cá lớn như vậy tôi cầu không nổi. Ha ha ha, chàng trai trẻ, tôi nói anh có thể là có thể. Có một cái túi đằng sau cây, thứ trong túi là để đến đáp ơn cứu mạng của anh. Anh bạn, chúng ta có duyên gặp lại. Ừ, ông già, cần câu của ông. Cái cần câu này cũng tặng cho anh. Thật là một ông già kỳ lạ. Trong túi có gì vậy? 18 bí kíp câu cá. Tương Vân 18 tuyệt kỹ. Nghe có vẻ hơi khó hiểu. Tương Vân 18 tuyệt kỹ, nhẹ nhàng ổn định như chó già. Ai ra cái tên này đặt hơi tùy tiện nhỉ? Phương pháp tu luyện. Than ôi, đáng tiếc, ba người câu cá mà không ăn được tên nào. Nếu không cái bia thắng này sẽ hoàn thành. Hôm nay anh bắt được mấy người câu cá? Lan Lăng Vương, ngươi tới địa bàn của ta làm gì? Từ khi nào mà ta phải báo cáo cho ngươi vậy? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ ở đây để nhắc nhở anh. Còn hai ngày nữa, nếu anh chưa bắt được tên câu cá nào, cho vị đại nhân đó, anh biết hậu quả rồi đấy. Chuyện của tôi không cần anh phải bận tâm. Tự lo cho mình đi. Ha ha ha, vậy tôi sẽ chờ để nhận được vùng nước này của anh. Hai người trò chuyện thoải mái quá nhỉ? Không, không, không. Đại ca, tôi chuẩn bị đi bắt tên câu cá rồi. Tôi cũng đi đại ca. Cái quái gì thế? Không phải tôi đang học sao? Sao lại ngủ quên mất? Cảm giác học không vào nhiều lắm. Đến giờ đi câu rồi. Mong có thể tìm ra con cá lần trước. Ở đâu có khó khăn, ở đó có người câu cá. Thật là xui xẻo, vốn định chế nhạo cự cốt một chút. Không ngờ lại đụng phải hắn. Hay rồi, con phải tìm cho hắn vài người câu cá để lấy lòng. Năm nay ta còn chưa được nếm thử món nào. Anh chàng câu cá, anh chàng anh đang cá. Ở đâu? Ngã từ đâu thì đứng lên từ đó. Ta phải câu được con cá chấm cỏ màu xanh đó. Ta là một người câu cá. Ném cú đầu tiên đầy hy vọng. Ha ha ha, tìm thấy rồi, tự dâng tới miệng ta rồi. Ta sẽ dùng sức mạnh của quán tính để kéo anh xuống. Tới đây. À. Kỹ năng không tồi. Để xem anh có thể cầm cự được bao lâu. Tuyệt kỹ thứ nhất trong Tương Vân 18. Đứng như chó già. Ta còn nhiều thời gian. Cứ từ từ. Chuyện gì vậy? Sao không bơi được nữa? Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ chúng tiếng sét đáy tình của lão câu cá? Có mệt không? Giờ đến lượt tôi. Ra đây cho tôi. Không hay rồi. Không ngờ trong đám người câu cá còn có tên này. Chỉ cần một người là có thể câu được chấm cỏ da xanh. Điều này đối với chúng ta chắc chắn là một mối đe dọa lớn. Tôi phải đi báo cáo với đại ca. Thiên Tân Lan Lăng cá chấm cỏ đã xong. Đại ca, có chuyện rồi. Anh nên làm gì đó đi. Nếu không thì kẻ mất mạng chính là anh. Có gì đó không ổn rồi. Đại ca, da xanh, da xanh. Anh ta bị bọn câu cá bắt được rồi.
Anh nói gì? Lan Lăng Vương bị bắt sao? Chắc chắn rồi, đại ca, tôi đã tận mắt chứng kiến. Anh có thấy gã câu cá đó trông như thế nào không? Đen và lùn. Ồ, phải rồi, trên quần áo còn có chữ sáng. Sao dám cứu người trong vùng biển của ta? Người câu cá, ta sẽ ghi nhớ ngươi. Ồ, chào anh. Anh họ, em không đổi tên. Người không đổi tên. Anh họ quảng tây của anh cũng vậy. Ta biết là ai rồi. Câu chuyện trai đẹp quảng tây, muốn trách thì trách, đó là điều ngươi không nên làm. Xong rồi, lâu lắm rồi không thấy đại ca tức giận như vậy. Anh bạn, anh gặp rắc rối lớn rồi. À, lại là ai ở sau lưng khen ta đẹp trai? Ha ha ha. Ai? Xin lỗi nhé, tôi không khen anh sau lưng. Các người làm gì vậy? Xin chào, chúng tôi là phóng viên của DDVV. Tôi có thể phỏng vấn anh được không? Không tiện, tôi còn phải đi câu nữa. Vậy xin hỏi con cá này là anh câu được sao? Không phải, là nó tự bay lên đây đó. Nếu anh không muốn phỏng vấn, vậy con cá này có thể giao cho thành phố để nghiên cứu không? Được rồi, cứ tìm cách mang nó đi đi. Là con cá rô phi đột biến lần trước, đây là đang cố ý khiêu khích tôi. Con cá này các người xử lý đi, tôi vẫn còn cá để câu. Này, tôi không biết tên anh. Còn nữa, cảm ơn anh đã giúp thành phố câu được một con cá lớn như vậy. Tôi chỉ là một người câu cá bình thường. Bảo vệ môi trường biển là trách nhiệm của tất cả mọi người. Người câu cá, hy vọng người đừng sợ mà chạy mất. Đừng la hét nữa, đầu rồng lạc phi, hôm nay ta sẽ đưa ngươi lên đĩa. Ném gậy thứ hai đầy tự tin. Cái tên câu cá này thật cứng đâu, không ngờ thật sự chạy tới. Tôi phải đi báo cho đại ca. Đại ca, người câu cá đến rồi. Đúng là danh con chưa trải đời, không sợ thua thiệt, ta cho hắn cái gì gọi là ngoài cá còn có cá khác. Lần này đến lượt tôi chơi với anh. Tới đây. Quá yếu, hoàn toàn không có áp lực. Với sức mạnh đó, sao ngươi có thể câu được Lan Lăng Vương? Lan Lăng Vương bị câu rồi. Vậy ngươi xuống đây. Cái quái gì thế này? Tương Vân 18 chiêu. Tuyệt chiêu đầu tiên. Ổn định như chó già. Vẫn còn kháng cự vô ích. Thật đáng thương. Ha ha, chính là dùng chiêu này để câu da xanh lên sao? Để tôi cho anh xem. Trước sức mạnh của ta, những chiêu thức này của ngươi chỉ là đống nát. Mười tám chiêu thức. Chiêu thứ hai, bệ cong cần câu. Chỉ là một tên nhóc, phát câu đầu tiên đã muốn câu đúng ta là lên. Đang nằm mơ. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Con cá đầu rồng này của thật có chút khó chơi. Xem ngươi còn chịu được nữa không? Chị, và em một cái đi. Em đang mơ à? Gà câu cá này đã bẻ cong cái cần câu. Sao mà câu được cá? Anh thì biết gì? So với mấy chục ngàn cân cá rẻ tiền, chuyện người câu cá dùng chiêu như vậy là bình thường. Tôi có linh cảm. Người câu cá này là người chúng ta đang tìm. Không phải chứ? Mặc dù anh ta đã câu được một con cá ngàn cân, nhưng ông chủ bảo chúng ta tìm cường giả câu cá câu được hơn vạn cân cơ. Anh ta còn non lắm. Để xem anh ta có câu được con 5.000 cân này không? Đầu rồng La Phi. Với lực này mà vẫn ổn. Tôi thừa nhận anh là một tay câu cá có thực lực, nhưng không nhiều. Vậy nếu ta dùng chiêu này, ngươi sẽ đối phó thế nào? Long Phi xoay đuôi bay. Quả nhiên đối mặt với loại vật khổng lồ mấy ngàn cân này, chỉ dựa vào chiêu thứ nhất vẫn không thể đủ. Vậy thử chiêu này xem sao. Tương Vân 18, chiêu thứ hai, bẻ cong cần câu cá. Cái tên này có vẻ hay hơn. Phương pháp tu luyện. Tương Vân 18, chiêu thứ hai, bẻ cong cần câu. Có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên lại cảm thấy áp lực lớn như vậy? Tên câu cá này đang làm gì vậy? An!
Dù ngươi có làm gì đi nữa, hôm nay ngươi cũng không thể thắng được ta. Đến đây. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên không bơi được? Được rồi, ngay bây giờ. Bay lên đây đi, đầu rồng La Phi. Sao có thể chứ? Chị, anh chàng này, tên này lại thật sự câu được La Phi đầu rồng rồi. Điều đó có nghĩa là người đàn ông này thật sự lợi hại. Thật sự có thể câu được 5.000 cân đầu rồng La Phi. Muối. Anh ơi, tối nay sóng to quá. Bảng cảnh báo trên bờ ghi là có cá mập khổng lồ dưới biển. Chúng ta ra khơi thế này có phải hơi nguy hiểm không? Chú thì biết gì? Chưa từng nghe nói sóng gió càng lớn cá lớn càng to sao? Thời kỳ đặc biệt này không ai có thể cướp cá của chúng ta. Muốn câu gì thì câu. Đó là những gì tôi nói. Nhưng tôi luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Chắc là do tâm lý. Yên tâm đi, nhân lúc sóng to gió lớn, bắt nhiều cá hơn đi, đem bán với giá tốt. Được rồi, anh trai. Lại có thức ăn mang tới đây. Vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Có chuyện gì vậy? Sao dưới thuyền chúng ta lại có bọt nước lớn như vậy? Hỏng rồi. Quả nhiên không gì sánh được với lão câu cá. Đáng tiếc chỉ có hai người câu cá. Không đủ để dính răng. Ta vẫn phải tìm thứ gì khác để ăn. Báo cáo ba vị lãnh đạo, sáng nay lại phát hiện hai ngư dân mất tích. Theo mô tả của nhân chứng, chắc là tối qua đã lẻn ra biển. Kết quả là không thấy trở lại. Nhưng tấm biển cảnh báo không thể ngăn cản họ. Được rồi, ra ngoài trước đi. Không còn cách nào khác để đối phó với những con cá biến dị này sao? Nếu dùng biện pháp không sử dụng vũ lực, không ảnh hưởng đến môi trường nước, chỉ có một, đó là việc tìm ra vị thần câu cá trong truyền thuyết. Mỗi người một cây, cứu một vùng biển. Câu cá thần tiên, không phải tôi nói anh. Lão Vương, ngươi xem phim nhiều rồi đấy. Anh nghĩ tiên nhân câu cá nói tìm là có thể tìm được sao? Đó chỉ là một truyền thuyết. Lão Vương, sao anh vẫn ngây thơ thế? Tôi không ngây thơ, tôi đã tìm thấy hắn thật. Ha ha, lão Vương, không ngờ anh lại biết nói khoác. Tôi có chèn gió hay không? Anh sẽ biết sau. Vừa rồi, hai phóng viên bên dưới đã gọi cho tôi. Nói về con cá La Phi 5.000 cân ở Hạ Linh, đã được câu lên bởi bậc thầy câu cá này. Hiện tại đang nói chuyện với anh ta về kế hoạch, để xem hắn có muốn tới hay không. Anh nói gì? Cái con đầu rồng La Phi 5.000 cân ở Hạ Lưu thật sự đã được câu lên ư? Phải, nó đang được chuyển về đây. Bằng mọi cách hãy mời hắn ta đến, bảo hắn câu một con đi. Tôi sẽ trả hắn 500 đô. Nếu không những con cá này sẽ ở trong nước. Ảnh hưởng quá lớn đến ngư dân thành phố chúng ta. Bình tĩnh, chúng ta cứ ở đây chờ tin tức đi. Các anh nói thật chứ? Cái đầu rồng La Phi nặng 5.000 cân này là một con vật khổng lồ dưới nước, ở thượng nguồn lại là con cuối cùng còn sống. Đương nhiên là thật, làm sao tôi có thể nói dối anh về chuyện anh này? Anh là tất cả hy vọng của chúng tôi. Dù sao anh cũng đã câu được La Phi đầu rồng này. Bậc thầy câu cá, tôi không phải là bậc thầy. Tôi chỉ là một người câu cá bình thường. Vừa rồi bên trên đã nói rồi, nói về những con cá đông. Chúng ta đang ở giữa vùng nước, ngư dân không thể ra khơi đánh cá. Nghiêm trọng hơn là nó còn ăn nhiều ngư dân. Đúng là tội lỗi không thể tha thứ. Mấy con cá thối này là lừa ta cho người già sao? Được rồi, tôi nhận việc này. Ở đâu có khó khăn, ở đó có tôi. Người câu cá không thể tha thứ cho mấy con cá này. Anh sẵn sàng ra tay. Thật tuyệt vời. Cho tôi 3 ngày. 3 ngày sau, tôi sẽ tự mình tới Trung Lưu để kiểm tra. Rốt cuộc là loại cá gì? Dám khiêu khích lòng tự trọng của người câu cá. Được rồi, chúng tôi sẽ gặp anh ở đó. Ôi, 3 ngày. Cũng không biết có thể học được chiêu thứ 3 này hay không. Tương Vân 18 chiêu. Chiêu thứ 3, Như Lai Thần Điệu. Ồ, chiêu này trông có vẻ rất lợi hại. Không phải chứ lão Lưu, người ông tìm thật sự có thể làm được sao? Sao tôi lại cảm thấy không đáng tin cậy nhỉ? Lý Tổng, đừng thấy hắn trẻ mà khi. Đây là cuộc thi câu cá ở thành phố. Người câu cá giỏi nhất, đã từng câu được cá sọc trắng ngàn cân. Hơn nữa hắn còn hạ chiêu thứ 18. Cái gì? Trẻ như vậy mà đã được như vậy? Người này không đơn giản đâu. Được chứ, tôi chỉ tình cờ mời thôi. Lão Vương, anh chàng câu cá đầu rồng La Phi 5.000 cân của anh thì sao? Không phải không dám tới chứ. Lão Vương, chính là người câu cá mà ông đang tìm ư? Sao có thể chứ, anh ấy nói 3 ngày nữa sẽ đến. Hôm nay là ngày thứ 3, anh ấy chắc chắn sẽ đến. Hãy chờ xem, tôi thấy anh nhìn nhầm rồi. Tôi tin anh ta. Mấy ngày rồi không ăn thịt người câu cá. Những sinh vật hai chân này thật hèn nhát. Mới ăn vài miếng đã không ai dám câu tôi.
Mùi này là mùi môi. Lại có người câu cá nữa kia. Im lặng, hắn tới rồi. Thức ăn của sinh vật hai chân rất thơm, nhưng ta muốn cả mồi và người câu cá. Cái quái gì thế này? Đó không chỉ là 3.000 cân, sức kéo tối thiểu phải 8.000 cân. Không phải đùa tôi đấy chứ. Nhưng giờ nó đã đến, cũng không thể thua quá khó coi, vẫn phải giả vờ một chút. Thấy chưa? Đây mới thật sự là một tay câu cá giỏi. Ra sức một chút, mặt đất không chịu nổi áp lực này. Thấy rồi, thật không hổ là tuyệt thế cao thủ. Có anh ta ở đó, cá sẽ sớm bị câu lên. Đó là đương nhiên. Đậu xanh, đừng ở đó khoác lác được không? Tôi nên kết thúc thế nào đây? Chắc chắn là không thể câu được. Vậy tôi sẽ diễn cùng anh một lúc. Anh chàng câu cá này đang làm gì vậy? Chỉ có thế thôi sao? Cười chết ta rồi. Ha 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 ha. Để tôi chơi với anh. Gã này đang chơi tôi. Chơi với tôi. Nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Tương Vân 18 chiêu. Chiêu đầu tiên. Ổn như. Đến rồi. Huyền thoại Tương Vân 18 chiêu thức. Đừng phí sức nữa. Xuống đây cho ta. Tôi sẽ không bị kéo xuống. Tôi không sao. Cảm ơn rất nhiều. Để tôi thử. Cẩn thận đấy. Tên này có thể đã đạt tới vạn cân rồi. Không bình thường. Đợi đã. Tư thế của anh là Tường Vân 18. Chiêu thứ nhất. Ổn như chó già. Không ngờ anh cũng học Tường Vân 18 chiêu. Đừng bận tâm. Đừng bận tâm. Để tôi xử lý gã này. Vậy hãy cẩn thận. Nếu không chịu nổi, chúng ta cùng kéo cần. Vô hậu sư phụ. Người này là... Không biết. Chỉ có thể cảm thấy hắn rất mạnh. Rất mạnh. Chuyện này là sao? Theo lý thuyết, đó là sức mạnh của người đáng câu lẽ cá. Ta đã kéo được hắn xuống mới phải. Không chỉ không di chuyển, ngược lại cảm giác khí lực phía trên còn càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ lão câu cá vừa rồi không dùng toàn lực? Vậy thì ta sẽ không đùa với người nữa. Nếu không sẽ khiến các ngươi cho rằng thân thể vạn kim của ta là vô ích. Tới đây. Ăn. Sao anh chàng câu cá này lại mạnh thế? Lại có thể hạn chế tốc độ của ta. Không thể nào. Không thể nào. Cá mập vạn cân của Nhiên không phải đùa giỡn. Ở trạng thái toàn lực, hiệp tiếp theo sẽ không chịu nổi. Ô, anh không sao chứ? Không sao. Ăn. Nhưng anh cứ chảy máu hoài. Gần đây hơi nóng. Không sao đâu. Chiêu đầu tiên hoàn toàn không có tác dụng với gã khổng lồ này. Chiêu thứ hai đối với vạn cầm trở lên cũng không được. Nhưng chiêu thứ ba tôi chưa hoàn toàn học được. Không quan tâm nhiều đến thế nữa. Chỉ có thể liều mạng với hắn. Tư thế này là... Chiêu này rất đẹp trai. Cẩn thận, cẩn thận. Tương Vân 18 chiêu, chiêu thứ ba. Không biết cả anh đã bao giờ nghe một cách câu chưa? Cá từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ chiêu này thất truyền đã lâu? Như Lai thần điệu. Tường Vân thập bát chiêu, chiêu thứ ba. Như Lai thần điệu. Ô. Mọi người mau nhìn xuống biển đi. Không sai, ngoại trừ Tường Vân 18 chiêu, không có cách câu cá nào có sức mạnh như vậy. Người câu cá, không cần biết ngươi đang làm gì trên đó. Thằng nhóc vẫn là thằng nhóc. Muốn bắt ta thì đúng là mơ mộng hão huyền. Đây là cái gì vậy? Sao ta không cử động được? Tên câu cá này sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Ta sẽ không tha cho ngươi đâu, đồ câu cá. Ồ, chiêu này hơi chóng mặt. Anh Biểu, anh thế nào? Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Dùng chiêu thức kinh khủng như vậy. Chỉ hơi chóng mặt ư? Thực lực của tên này thật sự là không lường được. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có phải tôi bị hoa mắt không? Tên câu cá này vừa từ trên trời rơi xuống sao? Anh không hoa mắt. Hắn vừa rồi đúng là dùng một chiêu câu cá từ trên trời rơi xuống. Tôi chỉ nghe sư phụ nói về cách câu này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy. Nhưng không thể tưởng tượng nổi. Người dùng chiêu này lại là một thanh niên tuổi tác không kém ta nhiều lắm. Đây là chiêu thứ 3 trong 18 chiêu. Như Lai thần điêu. Tiêu tử này lại dễ dàng dùng như vậy. Hắn là thần thánh phương nào?
Tôi chỉ là một người câu cá bình thường thôi. Được rồi, nhân lúc gã này không còn sức nữa, là cơ hội tốt nhất để câu cá. Hey! Người câu cá lố bịch, cho dù ta không thể phát lực, ngươi có thể làm gì được ta? Ta không nghĩ người câu cá như ngươi có thể câu thân sắc nặng vạn cân này lên không? Ha 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 ha. Anh Biểu, anh nghĩ có thể... Một mình câu tên này lên sao? Tại sao không? Tôi biết anh rất mạnh mẽ, nhưng anh có vẻ hơi miễn cưỡng nhỉ. Không thử thì làm sao biết được? Tường Vân 18 chiêu, chiêu thứ 2. Gì cơ? Bẻ cong cần câu cá. Cảm giác này là sao? Tại sao tôi cảm thấy hơi làm sợ? Sao có thể sợ được? Tôi là cá mập vạn cân. Ta là vua của Hải Dương. Đậu xanh, không còn sức nữa. Ồ, còn muốn phản kháng. Cái này không phải có chút quá mạnh sao? Người này thật là không lường được. Chỉ sợ đã sớm vượt qua bậc thầy câu cá rồi. Chú ơi, rốt cuộc hắn đã biết bao nhiêu chiêu trong 18 chiêu? Tôi chỉ biết mấy chiêu này thôi. Chỉ có mấy chiêu này thôi. Anh chàng này ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc? Người bình thường biết được chiêu đầu tiên trong 18 chiêu, danh tiếng đã có thể vang vọng một phía. Gã này đã sử dụng 3 chiêu trong một trận, lại còn có thể nói ra mấy chiêu này. Tôi nghi ngờ hắn giấu bài. Tên câu cá này đang làm cái quái gì vậy? Ha ha ha, thật ngu ngốc. Tôi bị đẩy ra khỏi khu vực. Anh thật sự làm tôi bực mình đấy, anh bạn. Không ăn thịt ngươi. Thật khó để giải quyết mối hận trong lòng ta. Tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi. Tốc độ không nhanh được. Tôi không biết các anh đang nói gì. Ồ, lực đẩy rồi. Ta là một con cá mập tiết. Sao ta có thể bị đánh bại bởi một tên câu cá chứ? Có chuyện gì vậy? Lên đây nào, cá mập đỏ. Sao có thể như vậy được? Ta không cam lòng. Anh ta thật sự chỉ có một mình mà câu được con cá mập vạn cân này rồi. Cá mập đỏ vạn cân, muỗi. Người hay câu cá thường biết ngày do bị ảnh hưởng bởi nước thải. Tất cả các loài cá trong biển đều bị ảnh hưởng. Dù lớn hay nhỏ đã xảy ra. Vùng biển nước Đông Dương La Phi đột biến 5.000 cân và cá mập đỏ vạn cân đều được câu lên bởi người câu cá. Sử dụng tuyệt kỹ Tường Vân 18 chiêu. Gần nguồn nước thải nhất đã xuất hiện 9 con cá khổng lồ. Vậy người câu cá sẽ làm gì tiếp theo? Tường Vân 18 chiêu, chiêu 4, đẹp trai xuống núi. Ồ, đó không phải là tôi sao? Rốt cuộc là ai viết cho tôi vậy? Thôi quên đi. Dù sao thì đó cũng là điều ai cũng biết. Anh Biểu, có chuyện gì với anh vậy? Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Hết sức rồi. Chàng trai trẻ, anh đã giúp chúng tôi giải quyết một rắc rối lớn. Nói đi, anh muốn phần thưởng gì? Tôi sẽ cố hết sức để làm. Phần thưởng hả? Ha ha, anh đang sỉ nhục lòng tự trọng của người câu cá. Là một người câu cá chỉ vì phần thưởng sẽ không có ý nghĩa gì cả. Nói hay lắm, anh Biểu. Tôi không có gì khác, tôi chỉ muốn thưởng cho anh. Sau tất cả những gì anh đã giúp giải quyết gã khổng lồ này. Nhưng chúng ta đang ở thượng nguồn, còn có rất nhiều loại đáng sợ hơn tên này. Tôi nghĩ chỉ có anh mới giải quyết được. Cho nên thưởng cho anh. Tôi muốn anh tiếp tục giúp chúng tôi. Nếu không câu cá thì tôi còn biết làm gì? Hơn nữa còn là cá sấu xa phá hủy môi trường sinh thái biển. Đây không phải là giúp đỡ, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ. Nói hay lắm, anh Biểu. Ô, vậy ý anh là đồng ý tiếp tục câu cá ở thượng nguồn? Chắc chắn là câu rồi, nhưng tôi sẽ quay lại sau vài ngày khi chuẩn bị. Khi nào sẵn sàng, tôi sẽ tự tới. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ anh. Nói hay lắm, anh Biểu. Hãy để tôi đồng hành cùng anh. Mặc dù thực lực không bằng anh, nhưng tôi cũng là người câu cá. Ha 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 ha, con thú hai chân ngu ngốc. Ta thực sự ngưỡng mộ sự can đảm của các ngươi. Các ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng, lại còn dám nghĩ đến việc đi câu mấy tên kia. Các ngươi có biết không, trước mặt họ, ta chỉ là rùi bọ thôi. Hy vọng đến lúc đó các ngươi vẫn còn ngạo mạn như bây giờ. Thật chán, một vùng nước lớn như vậy, lại không thấy một tên câu cá nào xuất hiện. Sớm biết ta đã không ăn sạch sẽ như vậy, để lại vài người để chơi. Không biết địa bàn của 8 người đó có gì vui không? Có cơ hội ta sẽ lẻn qua xem. Vui vẻ chút đi, quay lại chơi với ta. Nơi này hình như chính là một trong những hải vực thượng du. Không biết có cá gì không? Cú đầu tiên cảm giác thật đẹp trai. Âm thanh gì vậy?
Ồ, đó là mồi nhử của người câu cá. Wow, ha 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 ha, anh chàng câu cá. Lần này không thể ăn nhanh như vậy, phải ở lại từ từ chơi với tôi. Nhưng con mồi này... Đây là mồi câu cũ, mùi thơm quá. Đáng tiếc lại có ít mồi như vậy, thật là keo kiệt. Ôi, nhanh quá. Tên câu cá này có thể kéo tôi thật. Thì hay biết mấy, cuối cùng cũng có thứ gì đó để giải toàn. Vậy thì ta sẽ chơi với anh. Ăn. Chiêu 1, bình lặng như chó già. Tên câu cá này không đơn giản, suýt nữa làm gãy răng ta rồi. Nhưng tên câu cá ta từng ăn, không ai có thể giữ ta lại. Anh là người đầu tiên. Tôi, vô cá ma, chấp nhận anh là người câu cá. Có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đến gặp tôi. Vậy tôi cũng nghiêm túc chơi với anh nhé. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Cố lên, anh biểu. Tôi sẽ kéo anh lên. Đúng là bảo bối của ta. Ha ha. Đừng nói nhảm nữa. Câu nói lên rồi nói sau. Ăn. Hừ, đúng là cao thủ. Cảm ơn nhiều nhé ngũ cẩu. Tập bày anh cứu tôi một lần. Bây giờ chúng ta hòa. Sao anh lại đến vùng nước này? Ồ, là ông chủ Lưu. Nói với tôi rằng anh đã đến vùng biển thứ hai. Tôi vừa đến đây thì đã gặp anh. Suýt gặp nguy hiểm. Không ngờ cá ở đây lại mạnh như vậy. Pháp lực hết trong nháy mắt. Tôi đã bị lôi đi trước khi sẵn sàng. Vậy tại sao không thả tay ra và ném cái cần đó đi? Vì tôi là người câu cá. Phải, bởi vì chúng ta là người câu cá. Cùng nhau đánh hắn đi anh biểu. Không vấn đề gì. Cảm giác đầu tiên khi câu cá cùng anh em. Lại một người câu cá nữa à? Được, được. Hôm nay có bao nhiêu người câu cá thì vào hết đây. Tới rồi. Chiêu 1, ổn định như chó già. Chỉ có hai tên câu cá mà cũng muốn thách thức ta. Thật nực cười. Không biết, các người có biết chỗ này của ta sâu bao nhiêu không? Lại chiêu này, thật ngu ngốc. Quên là tôi suýt bị lôi xuống nước rồi sao? Buồn cười, buồn cười. Cứ ngư chúng ta bây giờ bị người ta khinh thường như vậy sao? Hai người câu cá dám thách thức ta. Đúng là quá liều mạng. À. Đây rốt cuộc là loại cá gì vậy? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Không phải chứ, anh biểu. Anh còn không biết đây là loại cá gì. Còn tự mình đi câu cá. Thật là dũng cảm. Mặc kệ nó là cá gì, dù sao cũng phải câu cá. Không ngờ con cá này mạnh đến vậy. Vùng biển thượng nguồn theo mức độ ông nghĩa được chia thành 9 vùng. Mỗi vùng có một con cá khổng lồ cổ đại đột biến. Những con cá đột biến này rất khó gặp. Chỉ ở nơi sâu nhất. Vì bị đột biến nên chúng không còn bị giới hạn bởi biển sâu nữa. Chúng ta đang ở vùng biển thứ hai. Vùng biển này luôn bị nhị ngư quỷ ngư vương khống chế. Bây giờ chúng ta chắc là đang câu hắn. Thì ra là viễn cổ cự ngư trốn ở trì thần trụ nên mới cư xử như vậy. Lúc trước cũng có rất nhiều cao thủ câu cá tới đây, nhưng hoặc là sợ hãi, hoặc là thức ăn cho cá. Vì vậy, thượng nguồn về cơ bản trở thành nơi cấm kỵ của câu cá. Phải kiên trì đúng không? Hổ khẩu, ngươi chịu được không? Anh biểu, anh cứ yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng câu giờ cho anh. Làm ơn đi. Ăn. Tương Vân 18 chiêu, chiêu thứ 3. Có chuyện gì vậy? Sức lực của người câu cá đột nhiên giảm hơn phân nửa. Chỉ một chút sức lực này thôi sao? Vậy các người ngoan ngoãn xuống đây cho ta. Miễn cưỡng chịu đựng được. Tôi sẽ câu thêm giờ cho anh biểu. Như Lai Thần Điêu. Tới đây. Hai lão câu cá này cũng thật cố chấp. Lại còn dây dưa với ta lâu như vậy. Ta muốn xem các người có thể trụ được bao lâu. Đây là... Không thể nào. Chiêu thức câu cá đáng sợ nhất. Nó đã biến mất từ lâu rồi mà. Không thể nào lại có kẻ biết. Chắc chắn là giả rồi. Tên câu cá, ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã làm. Để xem ngươi có thể giữ ta bao lâu.
Tạm thời là vây khốn quỷ ngư vương này, nhưng hắn sẽ không bị nhốt lâu đâu. Như Lai thần câu là phương pháp cầu phụ trợ. Muốn học không? Để tôi dạy cho. Hãy giải quyết hắn trước đã. Nói cũng đúng, vậy thì thử đi. Tương Vân 18 chiêu, chiêu thứ tư. Chiêu thứ tư. Tìm thấy rồi. Anh lấy cái này ở đâu ra vậy? Đừng bận tâm chuyện nhỏ nhặt này. Tương Vân 18 chiêu, chiêu 4. Đẹp trai xuống núi. Hey! Chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy được? Thành công rồi sao? Tắt nhạc đi. Ha 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 ha. Ôi anh hổ khẩu. Cho các người chút hy vọng, lại để cho các người thất vọng rồi. Không gì có thể làm ta hạnh phúc hơn thế. Ha 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 ha. Người câu cá, là ai cho anh dũng khí, dám đến đây thách thức ta? Bây giờ biết sai rồi sao? Nhưng đã muộn rồi. Kiếp sau chú ý, đừng chạm vào những sinh vật mà không thể chạm vào. Đừng quá kiêu ngạo, quỷ ngư vương, hắn nhất định sẽ câu người lên. Ta yêu tên câu cá này rồi đấy. May mắn là anh ta không cầm cần câu. Nếu không thì cả hai đều ở đây. Giờ thì không. Có lẽ sau này hắn cũng không dám ném cầu nữa. Ngươi còn mong chờ gì nữa? Hơn nữa, ta đã kéo cần câu của anh ta xuống. Hắn lấy cái gì đấu với ta? Ta tin anh ta có thể. Ha ha ha, lũ người các người thật ngây thơ. Được rồi, vậy tôi sẽ không ăn thịt anh. Tôi sẽ cho anh thấy tận mắt suy nghĩ của người ngu ngốc như thế nào. Anh Biểu, mong anh sẽ bình tĩnh. Anh là niềm hy vọng của giới câu cá chúng tôi. Nhất định phải tu luyện thật tốt. Sau này nhất định có thể báo thù cho ta. Quỷ ngư vương đáng ghét, ta không muốn dùng bạo lực. Nhưng nếu đó là những gì người muốn, không thể trách ta được. Bát môn độn giáp, đệ nhất môn. Mở ra. Lao bá, bây giờ đối với tôi mà nói chính là không thể mất anh. Hổ khẩu, hãy đợi ta. Hổ khẩu, cố lên, ta tới đây. Ô. Hổ khẩu, anh không sao chứ? Điều ca, sao anh cũng xuống đây? Không phải anh bị kéo xuống chứ? Tôi tự nhảy xuống. Anh bị hạ rồi, tất nhiên là tôi không thể ngồi yên. Anh hồ đồ quá. Anh Biểu, ít nhất trên cạn anh còn có cơ hội hạ hắn. Bây giờ cả hai ta đều xuống rồi. Sao có thể là đối thủ của gã khổng lồ này trong nước? Dù sao thì, để tôi nhìn người câu cá bị cá ăn thịt. Tôi không làm được. Ha ha, anh bạn, nhân lúc quỷ ngư vương không có ở đây, hãy tìm cơ hội để bơi trở lại bờ. Không đơn giản vậy đâu. Quỷ ngư vương, tên câu cá, tôi phải thừa nhận là anh rất can đảm. Nhưng lại quá ngu ngốc, lại dám chủ động nhảy xuống nộp mạng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi xông vào. Đã vậy thì chết ở đây đi. Tường Vân 18 chiêu, chiêu thứ 14, đánh ngư bổ pháp. Chờ đã, ngươi đang làm gì vậy? Đánh ngư bổ pháp, tất cả đánh cá. Sao có thể chứ, ngươi đang ở trong nước, làm sao còn có thể phát huy ra loại sức mạnh này? Chẳng lẽ là vì trên người ngươi có một vòng hắc sắc khí tức? Ồ, ngươi thật thông minh. Mặc dù ta không biết ngươi đang làm gì, nhưng cái này chắc cũng có giới hạn chứ. Chỉ cần ta tiếp tục kéo dài thời gian, để xem ngươi có thể ở dưới nước bao lâu. Anh Biểu, hắn ta không chỉ nói được ngôn ngữ của chúng ta, hơn nữa còn có một chút trí tệ. Tuyệt đối không được khinh thường, nhất định không được chủ quan. Hồ khẩu, đến đây nắm lấy tôi. Chúng ta lên đó trước đã. Làm sao mà lên được? Lại đây, tin tôi đi. Được. Bắt được rồi. Tiểu tử, muốn chạy trước mặt ta ư? Có giỏi thì giữ ta lại đi. Thật là kiêu ngạo. Thật sự là quá kiêu ngạo. Không coi ta ra gì. Ta muốn xem các người đi như thế nào. Tường Vân 18 chiêu, chiêu 7. Phi thiên vô cực câu. Bảy cá thần. Có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Ngươi nghĩ đang nói chuyện với ai vậy? Đừng nghĩ có thể chạy. Được cứu rồi. Hình như chưa đâu.